Bạn nằm phơi nắng trên bãi biển và muốn xuống bơi trước khi đi ngủ. Bạn lội nước tới đầu gối thì nhìn thấy một vầng sáng màu lục lam ở phía xa xa. Có vẻ như một viên đá quý đang phản chiếu ánh trắng. Vì vậy bạn tiến đến đó, dừng lại và ra khỏi nước ngay. Vầng sáng trôi theo hướng của bạn và bạn nhìn thấy một con cá nhỏ trong nước to bằng một con mèo. Da của nó phát sáng, trông khá vô hại. Nhưng trên thực tế, nó là một trong những loài cá nguy hiểm nhất hành tinh. Bạn sẽ không nhầm lẫn cá mập xì gà với các loài động vật săn mồi khác trên biển. Nó có miệng tròn với răng nhỏ sắc nhọn, có thể để lại dấu hình bánh quy trên một chiếc thuyền gỗ. Dù nhỏ bé, nhưng con cá này lại là nỗi sợ hãi của cá mập trắng, cá voi và cá mập đầu búa. Bạn có thể kể tiếp đấy. Có lần, nó còn làm hỏng tàu ngầm với những cú cắn của mình. Dù thường sống ở sâu dưới đại dương, nhưng loài săn mồi này cũng đã có lúc tấn công con người. Bạn đang lặn, nhìn xuống đáy biển và chợt thấy nó bắt đầu cử động. Một vài loài cá có khả năng hòa mình vào cảnh vật trên biển. Một trong số đó là cá nhám dẹt. Nó trông giống cá đuối và có vẻ khá thân thiện. Đừng bơi đến gần nó. Loài săn mồi này rất nhanh nhẹn và có bộ hàm chắc khỏe với những chiếc răng sắc nhọn. Nó hung dữ và có thể tấn công. Bạn đang đeo mặt nạ và bơi lội thì nhìn thấy một đàn cá nhỏ ở phía xa. Thứ gì đó dài bay vào đàn cá và khuấy động vùng nước. Cá bơi tán loạn tứ phía. Đó hẳn là cá mập đuôi lưỡi hái đang bắt mồi. Loài cá mập này có một cái đuôi dài như một chiếc roi da, được sử dụng để làm choáng váng lũ cá nhỏ. Tuy nhiên, nếu nhìn thấy nguy hiểm, con cá mập sẽ vẫy đuôi để phòng thủ và bạn sẽ không muốn chịu một đòn mạnh như vậy đâu. Nếu bạn nhìn thấy một con cá có các đường gờ nhỏ trên mắt trông giống như sừng thì rất có thể đó là cá mập sừng. Loài ăn thịt này không hung dữ, nó điềm tĩnh bơi ở biển, đại dương và tìm kiếm thức ăn yêu thích của mình. Cua, tôm hùn đất, tôm và nhím biển. Tuy nhiên, bạn cũng không nên đến gần nó vì loài cá mập này có cú đớp mạnh nhất trong tất cả các loài. Lưng và vây của nó được bao phủ trong những chiếc gai sắc nhọn. Và nếu bạn nhìn thấy loài này ở ngoài khơi bờ biển Normandy của Pháp thì hẳn đó là cá mập sừng Pháp. Không, tôi vừa bịa ra đấy. Một trong những loài cá mập đáng sợ nhất mà bạn có thể gặp là cá mập yêu tinh. Bạn sẽ nhận ra nó nhờ chiếc đuôi dài và tông da trắng hồng. Nó sống ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản và được đặt tên theo vẻ ngoài kỳ quái của nó. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trên thuyền và nhìn thấy con cá mập này đang bơi qua. Bạn lấy một miếng bít tết trong hộp ra và giơ lên phía trên mặt biển. Con cá mập ngoi lên mặt nước để ngoạm thức ăn. Lúc này, nó mở miệng và một cái hàm với vô số răng sắc nhọn lao ra khỏi con cá để đớp thịt từ tay bạn. Con cá mập trượt chiếc hàm trở lại và bơi đi. Để gặp loài cá mập này, bạn phải đi xuống đáy đại dương. Dù ở đó hầu như không có ánh sáng, nhưng bạn vẫn sẽ thấy nó từ xa. Một cái đầu xanh phát sáng. Cơ thể của cá mập có màu đen và ta không thể nhìn thấy, nên trông như thể chiếc đầu tự bơi được. Loài săn mồi nhỏ bé này có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của người lớn, nhưng tốt nhất bạn đừng cố cầm nó nếu không muốn tiếp xúc với hàm răng nhỏ sắc nhọn. Đó là cá mập đen lông ninja. Chẳng ai biết chính xác tại sao đầu của nó phát sáng. Có lẽ đó là một cách để dụ con mồi, nhưng cũng có giả thuyết cho rằng loài cá mập này giao tiếp với nhau qua ánh sáng. Ở vùng biển sâu, bạn có thể nhìn thấy một con rắn lớn, có vẻ như nó đang bò trên đáy biển. Chuyển động của nó rất nhanh nhạy. Loài săn mồi ở biển này cũng là cá mập. Cá nhám mang xếp giống rắn, không chỉ ở ngoại hình, nó còn nuốt chửng được con mồi lớn hơn một nửa cơ thể dài 2 mét của nó. Nó có khoảng 200 chiếc răng sắc nhọn, bạn sẽ không nhầm nó với lươn biển hay các sinh vật biển giống rắn đâu. Ở vùng nước lạnh, nơi cá mập chẳng mấy khi bơi đến, bạn có thể gặp loài sinh vật kỳ diệu này. Khả năng cao bạn sẽ không nhìn thấy nó vì cá mập Mako vây ngắn, bơi quá nhanh, khoảng 55 km/h, nhanh hơn cả một con báo. Con mồi của nó không có cơ hội trốn thoát, còn kẻ thù sẽ không bao giờ đuổi kịp nó. Nếu bạn nhìn thấy một hang động nhỏ phát sáng với những chiếc răng kỳ quái trông như đĩa đang di chuyển về phía bạn từ đáy sâu, thì bạn phải ra khỏi nước ngay lập tức. Dù cho có lẽ bạn sẽ không tận mắt nhìn thấy được sinh vật này. Cá mập miệng rộng là một trong những loài cá mập hiếm nhất trên thế giới. Các nhà khoa học vẫn chưa nghiên cứu toàn diện về nó. Loài cá này có kích thước bằng một chiếc ô tô, hiếm khi ngậm miệng và có thể dễ dàng đặt một người trưởng thành vào miệng. May mắn thay, nó chỉ ăn sinh vật phù du và sẽ không làm hại bạn. Yeah! Bạn sẽ không nhầm lẫn con cá mập này với bất cứ thứ gì khác. Cá nhám cưa, có chiếc mũi dài giống như một cái cưa. Các gai nhỏ trên mũi là răng mọc ra phía ngoài.
Mỗi chiếc răng đều có một thụ cảm điện từ có khả năng cảm nhận điện trường đến từ những con cá khác. Trong điều kiện tầm nhìn kém, loài cá mập này có thể phát hiện con mồi bằng cách dùng mũi làm radar. Cá nhám cưa thành thạo chiếc cưa như một kiếm khách chuyên nghiệp với khả năng đánh mạnh và chính xác. Một loài cá mập sẽ chú ý bạn trước khi bạn nhận ra chúng là cá mập đầu búa. Đôi mắt của loài này được đặt ở hai bên của chiếc búa, cùng lúc nhìn được tứ phía. Chẳng con cá nào có thể bơi ngang qua mà không bị loài cá mập này nhìn thấy. Nó dùng đầu không chỉ để quan sát toàn cảnh mà còn để săn mồi. Thức ăn ưa thích của cá mập đầu búa là cá đuối. Loài này như tấm chăn vô hình trôi đi trên đáy biển. Tuy nhiên, chúng không thể trốn được đôi mắt sắc bén của cá mập. Nó dùng búa để ghim cá đuối xuống đất. Sao chúng ta không tập hợp cá nhám cưa và cá mập đầu búa lại để làm một món đồ gỗ nhỉ? Tôi muốn một chiếc ghế này. Tại vùng biển của Bắc Cực, nếu đủ may mắn, bạn có thể gặp cá mập Greenland. Bạn hiếm khi tìm thấy sinh vật to lớn, chậm chạp nhưng uy nghi này trên mặt nước vì nó sống sâu thẳm dưới đại dương. Loài này có tuổi thọ cao đến kinh ngạc, 300 năm hoặc hơn. Vì vậy, có lẽ một số con còn chứng kiến thời kỳ mà toàn bộ tàu thuyền đều được đóng bằng gỗ. Cá mập trắng và cá mập hồ là hai trong số các loài chính đe dọa tới con người. Dù có thể nhận ra chúng qua chiếc vây hình tam giác nhô lên khỏi mặt nước, nhưng bạn sẽ dễ đoán ra vẻ bề ngoài của chúng hơn nếu chú ý đến ngoại cảnh. Bạn có nhiều khả năng gặp cá mập vào sáng sớm hoặc chiều tối. Lúc này, tốt hơn hết là bạn nên thư giãn trên bãi biển và không xuống nước. Ngoài ra, bạn nên tránh các cửa sông nhiều phù sa và bùn, vì đây là nơi cá mập hồ thường sinh sống. Loài này là một trong những loài cá mập nóng tính nhất trên thế giới. Những dấu hiệu chính cho thấy cá mập xuất hiện là tàu đánh cá. Nếu bạn nhìn thấy tàu ở đường chân trời thì đừng xuống nước. Người dân dùng lưới để đánh bắt cá số lượng lớn và ở đâu có nhiều cá thì ở đó có cá mập đang bơi xung quanh kiếm ăn. Nếu bạn ở dưới nước và nhìn thấy một con cá mập đang bơi về phía mình thì bạn vẫn có cơ hội sống sót đấy. Quan trọng nhất là không được hoảng sợ, không làm nước bắn tung tóe và không chuyển động đột ngột khiến cá mập thấy kích thích. Đừng bơi ngược hướng nó vì nó sẽ nghĩ bạn là con mồi. Con cá mập sẽ lượn quanh bạn nên đừng lơ là. Bạn có thể từ từ bơi vào bờ cho đến khi gặp vùng nước nông, sau đó nhanh chóng chạy lên bờ. Nhưng hãy cẩn thận, cá mập thậm chí có thể xông lên tóm lấy bạn. Nếu cá mập vẫn tấn công thì bạn sẽ phải chiến đấu để bảo toàn mạng sống. Điểm yếu của cá mập nằm ở mắt và mang. Và này, cho tôi biết diễn biến trận đấu nhé.